Hello. Sáng quậy bột màu chơi nha. Quậy mấy cái mẫu, cái bột màu trắng với cái màu nước, với mấy cái mẫu kim tuyến, rất là nhiều kim tuyến. Quậy một chút xíu cho bà con coi, chơi cho vui. Chán buồn không có gì vui hết. Cho nên sáng ra mở mắt ra là quậy cái bột màu trước cái đây. Với cái mẫu để cắt chữ V. Còn cái mẫu mà cắt cong thiệt là cong mà thì cái mẫu này nhìn thấy năm số rồi, chứ cái mẫu này cũng dễ cắt lắm nè mọi người. Mẫu này để cắt cái chữ C Smiler mà thiệt là cong á, cho anh chị em nào mà đắp bộ mà không có dùng cọ không á thì dùng cái cắt bén lắm luôn nè, có dao cắt nữa anh chị. Nhưng mà tại vì thích quậy màu thôi, thích quậy màu cho nên bây giờ cách thử mấy cái màu này, cách thử mấy cái màu này cho nó vui. Thử rồi bây giờ em mới đắp cái mẫu này nữa nè, có ai muốn xem lại cái mẫu này không? Dễ lắm, gắn tiếp lia cái mình đắp bột ở trên giống như đắp ombre vậy đó, ở dưới cái mình đắp này lên, cái mình phủ lia lên thôi. Đắp tiếp nha, anh đắp tiếp đắp lại ombre nha, xong phá chút xíu tại muốn cái thử cái bột màu này, nó màu trắng này nó tốt quá luôn á, nó dẻo nè. Thử màu thôi nha mấy, phá màu thôi nha mấy anh chị. Em dùng cái cọ mà không có bấm luôn ha, màu trắng nó dẻo cực kỳ. Chị muốn đưa lên đưa xuống nhẹ tùy ý nha, đưa ra này cho nó bự cũng được, cho nó mỏng cái đầu để mình hồi mình luồn ombre cho nó đẹp nè. Em đắp rất rất là chậm luôn rồi đó. Nó dẻo không, thấy cái bột nó thẳng, muốn bẻ square hay là ra theo ý của mình nè, đi chậm chậm từ từ ôm xuống thôi, bột dẻo thật luôn á, không cần nghiêng móng xuống luôn, để móng thẳng nằm luôn mà nó cũng vẫn đi xuống nữa ha. Dùng cái cọ này là cái cọ thích đắp cái cọ mà không cần bấm luôn, số 16 là số 18 không cần bấm, nếu mà cái cọ nào mà nó run small quá thì đi cái cọ số 18. Ít bột này, thêm miếng nha, đẹp không, vừa đủ luôn ha, tiết kiệm bột luôn cho mọi người ha, không có rớt miếng nào nha. Ok, bây giờ cái trên này là nó mỏng chỗ này rồi, thì bây giờ mình đắp ombre. Đắp ombre thì giờ em đắp hơi nó hồng chút xíu nè. Ombre em để ngay chỗ cái lằn này, em thích để ngay phần giữa này trước. Đó. Cái bột màu hồng này của công ty Chiso. Cũng không chảy nha mấy anh chị, cũng đẹp lắm luôn á. Nói cái lần âm về này lại thôi đó, cho nó ra âm về đó, ha đó, được chưa, thấy nó lon đẹp rồi ha. Đó. Bây giờ ở trên thì em muốn đi nhiều ít thì tùy ý em thôi, móng dài thì mình đi đi cục bự nè, nếu móng dài nữa thì mình đi thêm cục nữa, còn nếu không một lần mình lấy một cục rất là lớn cũng được luôn. Em thì thích đắp ra để cho nó tự do thoải mái nó chạy rồi em mới đi đó, xong rồi vuốt xuống nha. Muốn kêu nó đi đâu nó đi đó, dễ thương vậy đó. Đó. Ok
Vậy được chưa? Thất nghiệp á, có ai mướn em không? Rồi, ra cái em đây ha. Ôi trời ơi, dễ thương vô cùng chưa? Em tự khen hả? Đây, em đắp bột á, em thích đắp làm sao mà ga chỉ đi cái cilico nhẹ nhẹ mà là mày đi cái đầu nhám sơ qua cái là bớt phờ thôi. Ok, ombre nha mấy chế. Muốn cái màu trắng này nó cực kỳ dẻo, anh chị đắp móng dài móng ngắn gì cũng đẹp á. Rồi em thử lại móng ngắn nha. Thử trên cái tip này đi, cái tip này nó đã có màu treo rồi, nhưng mà bây giờ mình thử màu trắng ombre mà móng anh chị hỏi móng ngắn làm sao. Ok, em sáng nay em phá bột mà anh nói rồi, cái bột trắng này nó cực kỳ dẻo và dễ đắp lắm luôn. Em đi ngay giữa móng, thường em đi ngay giữa móng, ngay ngang cái nail bed của mình, ở dưới cái nail bed tip đổ ra đó. Treo trơn quá. Đó, em cũng vẫn đi vậy thôi, đi ra thôi. Thì móng ngắn thì mình lấy bột ít lại, đắp ombre che cho vui. Tại vì anh chị là về dùng bột màu đắp nhiều dữ lắm, mà bột màu mà đắp là rất là hao. Cho nên anh chị nào mà mua hũ trắng, hũ clear, bột nước mà size lớn thì nó rẻ hơn. Ok, thích màu nào công ty nào mình mua hiệu đó. Đẹp không? Mỏng nó ra. Ok, làm cho cái đầu móng nó đậm đà lại. Thì nó loang từ đậm cho tới lợt. Ok, đắp ombre mà đắp móng dài mới đã. Đó, rồi móng dài, móng dài được hơn ha. Để mình đắp ngón này gần nhau đi, hai cái ngón xuê này ngắn không thích bỏ vô dục. Oh, quên nữa, ngón này là em đi pin and white mà cut, thay vì em đi màu nước á, cut á, dùng cái này. Cái này rất là đơn giản, dễ làm hơn cái 10 ngón luôn. Cái 10 ngón á thì là nó đúng size mình hơn. Nhưng mà cái này nó 5 size á, để mình đi sâu á, cần cái chữ smile là nó giống như chữ V vậy đó. Đây, em đi cho xem. Sao đeo vào tay mà đeo có một cái nha. Để dùng cái này cho nó bằng lại để mình lấy bột cho nó tròn. Không kém liều quịch nhiều lắm đây. Này nó lâu hơn chút ha, lâu khô hơn chút, nó chảy, nó cứng hơn chút. Cái cỏ này lấy cái móng bự này nó hơi bị phí, nó hơi bị ít rồi.
mình thích nó tới đầu thì mình cho nó dừng lại tới chỗ đó, mình không có vuốt cọ nữa. Trời sáng nay phá bột thầy con mẹ vô lắm. Mình nói với mấy người trời ơi mấy cái mẫu này dễ quá, tại vì Trang đâu có làm lên khách nhiều cho nên Trang thấy nó dễ, gặp khách khó rồi sao Trang làm. Câu này cũng vui nha. Không có làm lên khách nhiều hả, cho nên dễ cũng thành khó hả. À, bây giờ mình cắt nha, thì mình thấy gì nó đúng sai thì mình để đây, nhưng mà không mình lấy cái dư sai cái mình xéo bên cái góc ở đây cho nó thiệt là cong chứ. Đó, mình nghiêng lít nó qua chút xíu thôi. Ok, bên đây cũng vậy, mình canh ngay chính giữa xong cái mình lít nó qua bên đây chút xíu. Đó, thấy không, thấy nó rất là cong nè. Em đắp lên nè, cái màu trắng lên cho mấy chế xem nè, thì mấy chế sẽ thấy nó rất là cong nha, mấy chị sẽ thấy rất là cong. Trời ơi, thấy bộ này là tự nhiên là ngứa ngày luôn. Đó, đẩy bộ nó lên thôi, nó dẻo vậy, nó dễ thương vậy đó. Vui đây rảnh đó mà, mùa này rảnh đó nè. Mình chỉ thấy không, nó cong lên tới nó không luôn. Mình vui nói rồi nó bị ấy. Hai thở phải không, tháo tháo tim. Ok dễ thương ha. Đó, nó mỏng ngoài chút xíu nè, nó hơi ấy chút xíu, mình thêm chút xíu này. Tại dài quá mà cọ nó bị cọ mà đắp nó móng dài này phải cọ số 18, cọ này thì chỉ đắp ombre đẹp thôi, 16 đắp móng dài mà đắp xuyên quay nên dùng cọ số 18 đó. Lấy bột cho nó nhiều đó, dây là khô là em mài là nó cong qua tới bên hông bên đây luôn. Chứ em chờ chút xíu em mài cho xem. Thấy dễ không? À, đắp mẫu nào, mẫu kim tuyến nha. Kim tuyến có nhiều chị hỏi em, à kim tuyến này mua về rồi làm sao, làm như thế nào, làm lên móng treo, móng bộ. Là mình nếu mà người nào mà đắp bộ mới thì vậy là dễ, là nhanh lắm luôn nè. Mấy anh chị nhớ ha. À, nếu mà đắp hết một màu xong rồi đắp kim tuyến lên thì nó quá dễ rồi. Bây giờ mình đắp ombre đi. Đắp nửa móng ở dưới clear ở trên màu. Ok, để thử cái hũ bột này nha. Màu này nó đậm hơn, nó lâu khô hơn chút xíu thì bột này là mình phải dùng cái ly bịch khác này. Ok, cũng được, cũng chính. Sáng nay em nói em phá màu rồi vậy, em gom màu ra, màu nào em thấy đẹp á, thấy dễ đắp nhất để em chọn cho tiệm. Màu này nó bị lợt mọi người, ở trong đi của nó mình lấy nó sẽ bị lợt màu, cho nên mình lấy thêm đắp nó hơi cực hơn chút ha. Không sao, mình làm ombre cũng dễ lắm, mình loan nó ra nè. Nè, gần tới dưới là mình loan nó mỏng cái đầu ra, cái đầu bột ra loan nó nhuyễn ra đó. Vui quá. Bữa nay phá màu dễ sợ luôn. Ok, đó, nó loan ra rồi đó ha. Thì bây giờ mình đi đầu móng lại cho nó đậm lại chút xíu thôi. Này vui quá, bộ này hình như là nó hơi bị chảy nè. Xong mình lấy design mình gắn lên thôi. Đó, bất cứ design nào anh chị muốn, rất là ít thì nó sẽ đẹp hơn. Nhẹ nhẹ thôi. Đó, thưa thưa ra. Đó, hình chiếc lá. Ok, thưa thưa ra. Mình mua nó đi, thấy mình dùng cái cọ nè, mình đẩy nó ra thôi, ra tới ngoài đầu móng luôn. Đó, xây cái lá nó lên. Đó, thấy dễ thương chưa? Đó,
xong nếu mà anh chị muốn thêm design vào á thì mình dùng cái design khác, hay giờ là mình dùng cái sao đi. Mình để lên trên bên hông chút xíu. Vừa ngôi sao mày vừa lá mùa thu ha, tại vì em thích ngôi sao để cho mùa Christmas tới đó, rất là đẹp đó. Thưa thưa nhỉ 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 nhẹ đó. Thiếu một lá này, thiếu một cái thì lấy một cái để vào đây. Ok đó. Rồi dễ thương chưa đó. Thì bây giờ mình đắp bột lia lên thôi. Nhưng mà ở ngoài nó bóng lia nó rất là đẹp nha. Đó, dễ mà. Này là hơi nhiều rồi, nhưng mà em lấy xuống bớt nha. Đó, em lấy xuống bớt. Em thích lá không? À, giờ có người sao lên thấy ghê quá. Lấy xuống. Đó. Rồi. Ok. Nhiều quá nó sẽ không đẹp, không dễ thương. Anh lấy xuống bớt đó. Để ha, hai lá thôi. À, thêm một lá nữa qua bên đây, ở dưới đầu móng cho nó clear luôn. Muốn sao nè đó. Thôi cũng không thấy đẹp luôn, xuống dưới đi đó. Vậy tạm được ha. Rồi thì đắp bột clear lên á, anh chị đắp bột lia lên á là mình đắp đây, mình đừng có để từ trên đầu móng mình kéo xuống, thì nhiều khi bột lia nó không có phủ nhiều cho cái bông, để ngay chỗ cái bông vào chính giữa này đây đó ha, bơm vô đó, mình cho nó cong vô để chi, để nó đủ, tại hồi nãy mình chưa có bột ở dưới mà, thì mình cần nhiều để nó support cái long nail đó. Chứ để nè, nếu muốn thì nghiêng cái tay ta xuống, bột nó sẽ chảy từ từ nhẹ nhẹ. Còn nếu mà bột chảy quá, mình ngăn ngóng lại vậy, mình vuốt xuống từ từ, theo ý của mình. Chơi cho nó vui nha. Phá bột mà. Đẹp không? Không có lấy, không có giúp bột ra luôn nữa. Còn chút xíu đầu móng, mình dập cái đầu móng cho nó tròn, nó mỏng lại, mình đưa, mình đăng theo ý của mình. Đó. Thích bột dẻo là vậy đó, cho nó dễ thương vậy đó. Để chi? Mình muốn control cục bột nó đi đâu, đi đó và nó đẹp. Chứ mấy nhiều người hỏi em nói bột dẻo nó không khô rồi sao Trang? No. Bột nào mình cũng phải có vừa đủ tham cho nó khô thì nó mới chắc và nó tốt. Chứ mà anh chị làm mà áp nó quá đó thì nó không có đủ chín, thì tay nó cũng dễ bị bơ bồ và nó sẽ bị gãy dễ lắm. Đó. Đó. Được không? Khi mà nó khô nó sẽ trong lại, nó rất là dễ thương. Em làm lấy cái nào để em che lại thì cho mấy chị thấy đó. Nó trong, cái bông nó ẩn ở dưới cái móng lìa ha. Rồi chơi vui không? Đó, nhiều móng cho nó vui, nó để gần nhau đi. Đây hồi nãy em làm à, ngôi sao rồi đây đó. À, như vậy đó. Rồi bây giờ muốn em làm mẫu nào nè? Nếu anh chị mà muốn làm cái lằn ngang qua đó, bây giờ không có đủ đồ nghề, bây giờ không có đủ đồ nghề ở đây, chị hứng lên phá mấy màu bột thôi. Phá mấy màu bột thôi. Màu vàng, anh chị muốn đắp màu vàng ombre không? Em đắp để giờ thấy cái ombre nó rõ như thế nào đó mà. Cho nên anh chị nói nhiều khi màu này khó, màu kia khó, mình biết cách đắp thì sẽ không còn khó nữa nha. Làm lại lần nữa ha, móng màu vàng. Tại sáng nay em thử bột nhiều lắm, thử bột tại vì thích đi tìm cái màu màu quay, cái super quay với American quay, và cái màu quay mà giống như nước cơm đục á, funny quay á. Khách hỏi em rất là nhiều, Trang ơi Milky Way là nào vậy? Ok, Milky Way, dạ đây là Milky Way. Ok, cục quay nó lấy lên là nó đầy đủ vậy nè, nó đẹp vậy nè, nó tròn vậy nè. Để giữa móng đi, mình canh giữa móng. Thường thường là ombre là cái trắng với cái hồng nó ngay chân cái lằn nail bed của mình, là nửa móng là đẹp nhất đó. Anh chị thấy cái bột nó dẻo không? Dễ vậy đó. Đó. Nhưng mà trước tiên mình làm quay, mình cứ dập cái đầu này cho nó mỏng chứ, trước cái đã nói hoặc quên đó. Ok.
dập cái đầu ngón này cho nó mỏng để hồi mình nói mình sẽ không thấy cái lằn hai cái màu nó cách biệt nhau đó, thì mình đi cái lằn nó cho nó mỏng chứ. Đó. Đó, ôm nha, muốn tròn muốn cong đó, thì mình ôm hai bên hông rồi mình kéo nó dẻo vậy đó. Anh là thường anh đắp bột đó, tại hồi xưa mình chắc có lẽ là bệnh tiết kiệm đó. Nhà nghèo chắc là phải làm như vậy thôi đó. Bột là không cho dư ra mà nó đắp vừa dính lên tay đó, mà mới học nghề cũng vậy, đắp làm sao chưa mà bột mà nó còn dính rớt xuống nhiều quá mình lấy ra không được đó. Là không vừa ý đâu, lấy hết luôn, không có lấy ra miếng nào nữa chứ đó, là như vậy. Cái này mà móng mình dài quá đó nè, nó bị hủng ngang đây nè, thấy không mấy chị? Thì bây giờ mình đắp màu vàng đúng không, mình lấy ít thôi, vừa vừa thôi, mình đi ngang cái lằn này để mình đậy được cái lằn á, cái lằn mà giữa cái màu trắng với cái màu vàng ombre đó. Mình làm ombre mà mình không thấy nó lon đều từ đậm tới nhạt á là mình bị thất bại, cho nên mình phải đi cái lằn đó xong rồi mình làm cái ombre cho nó đẹp, nó nhẹ nhàng xuống dễ thương đó. Rồi bắt đầu mình mới đi cái cuticle vừa ý thôi. Đó là cách em hiểu biết và em thấy là dễ làm nhất luôn á. Anh chị thấy không, cái trắng với cái vàng nó không còn separate nữa. Tại anh chị thấy vậy chứ nếu mà mình không chặn ngay chân chỗ này lại á, thì khi mà bột vàng nó trong lại và nó khô lại đó thì nó sẽ thấy C2 xuống. Cho nên mình phải bắt buộc mình phải làm cái lằn này lại cho nó đẹp. Anh chị nào mà biết em á thì thật ra em phá bột thiệt, em làm nail rất là lâu, nhưng mà ombre này là cái mới đây thôi. Cho nên anh chị nào mà biết nghề rồi thì nhìn vô là chắc cũng dễ dàng làm, nó không có khó đâu ha. Còn chê nữa, nó Trang ơi em đắp xấu. Ok, dạ, em chỉ kiếm bột đắp dễ nhất cho mấy anh chị thôi. Ok, còn anh chị sẽ đắp dễ đẹp hơn em nhiều. Em hư chỗ nào là em tắt ngay chỗ đó em đi. Móng dài cỡ nào cũng không biết, em đi nâng từ từ, từ cục nhỏ lên thôi. Mình lấy một lần á, cục bột thiệt là lớn á. Thì cái màu nó không lon đều, tại vì móng nó mình người ta dài mà. Đó. Mình đi từ từ. Từ từ thôi. Đó. Anh chị đi móng dài cái nào anh chị cũng sẽ đắp được hết. Đó. Em á, được cái gái là xiên thôi. Hồi xưa em mới học nghề, em ngồi em đắp bột cái mẫu cái hình mà cái xoáy xoáy cái ống hút á, để dành riêng đó, khi nào khách mà vô là thích á, mẫu đó là cái gắn lên đó, là build connection giữa cái không phải tốn thời gian của mình làm sẵn á. Còn bây giờ như ombre này đâu có làm sẵn được, mình cũng phải tập cách nào mình nhanh nhất để mình kiếm tiền khi mà khách vào chứ. Đó, này là cái vàng nó dài hơn cái trắng nè. Anh chị có thích mẫu này không? Đó. Xong rồi ha. Đó. Vàng nó nhiều hơn cái trắng nè. Đó. Anh thích thì anh thích vậy. Còn nếu mà anh chị nào mà thích nhiều cái trắng nhiều hơn thì đưa nâng nó cao lên chút xíu, trên cái nail bed một chút. Thì đơn giản như vậy thôi. Đó. Rồi bắt đầu em đi phủ lia nè. Phủ lia thì dễ lắm. Anh chị phủ dày, phủ mỏng thì ý mình nha. Nhưng mà đi giống như là quét nước xuống vậy đó, để nó mới thật mỏng nha. Đó. Chứ không có đắp cái kiểu mà giống như bột để cho nó nằm lại. Thì cây cọ mình nó giống như mình quét nhà, mình khỏi cần khum lưng. Đó. Mình kéo đứng cây cọ lên đây thì nó rất là mỏng, để phủ cái màu vàng đó ngồi mình sơn đó, nó không có mình mài nó ra, màu nó vẫn y hệt như vậy và màu nó không có thay đổi. Đó. Ok. Nói chung sáng giờ là em giới thiệu cái bột màu trắng ra thôi. Phá màu trắng ra thôi. Cái màu trắng nó dẻo hơn, cái Milky Way nó đẹp thôi. Còn những cái khác là chỉ phá thôi. Rồi ok anh chị nhớ nha. À, nãy giờ em làm hơi nhiều đó. Được hai màu, màu trắng ombre với màu nước. À, và màu vàng trắng với vàng, và một cái mẫu mẫu này
mấy mẫu này. Còn mấy mẫu phim quay với diễn viên này là anh chị chắc là dễ rồi, phải thử ha. À, chỉ gắn cục bột lên cho nó nằm yêu nó là mình cắt chỉ si thu thôi, cái smiler thôi. Đúng không? Cái này thì mình phải cắt cái nhọn này ra thì mình làm cái fan, làm ombre fan manicure nó mới đẹp được. Cho nên nếu mà làm phim quay á, mà làm nếu mà làm nghệ thuật cái là móng dài chơi cho nó vui, nhưng mà làm cho khách á, thì móng dài á, cũng khó lắm á anh chị. Khó là sao, mình ăn cái khoái tiền á, cho khách á, phải đủ đến cái tham của mình. Tại vì làm một bộ móng dài, anh chị em nào nói dài mà dài giống như vậy đó, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu nè. Mà full set mà làm ombre thêm nó cũng phải một tiếng đổ lên đúng không? Cho nên mình tùy theo khách, tùy theo vùng. Nhưng mà em chỉ ở đây tại vì em thích cái bột màu làm ombre cho nên em làm bằng cái mẫu thôi. Ok thôi, chào, xin chào nha. Em go back đi làm đây, không phá nữa. Bye bye.